Hôm nay nghỉ lễ Trung Thu mà chiều giờ mấy anh em mình chưa ăn gì. Bây Có giờ nhiều mình kỷ niệm luôn. tới cái quán bò nổi tiếng ở cái vùng này anh thử nha. Đi xe máy 31 17 còn thấy bờ ruộng mà dễ sợ kinh khủng. Nó có tiền đầu tư cho mấy cái chỗ này là ngon này, giờ đâu có xác định ở lại đây chứ đầu tư tiền ở đây là nó kiếm vài năm nữa kiếm ít tiền về Việt Nam sống sướng hơn. Rồi tới rồi, có mấy lễ mà sao đông thế nhỉ, xe để kiếm xăng luôn. Tôi vừa vô bên trong thì sẽ là gặp YouTuber đó. Bây giờ mình gọi món bò nướng lên trước đây nha. Năm xong nó bán món canh đi than tí nữa. Hôm nay là cho các em làm những công việc ở nông thôn đầy đủ luôn. Mấy trường nó ăn ăn cho nó ngon. Uống bây giờ mất vị. Còn nhậu nữa cả. Nhậu uống xíu uống bây giờ tiêu quá chứ. Thì giờ nhưng mà tôi là tôi ăn là uống mất vị. Về đi kiếm uống rồi. Không. Bữa là nhậu là tôi chỉ nhậu. Mới lần lại mặt hết cái hồi mới làm cái ghê chứ đâu mạnh. Có ba người mà nó dàn chén bát ra nhìn dưới. Mấy ông già quá. Dầu không nhỉ? Không. Dầu chấm. Không. Chấm dầu không? Chén nhỏ, chén to. 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 Chén nhỏ, nước chim chim.
ơi, món canh đi thang ra rồi. Wow, mấy cục xương đảo ha. Cục xương này thật mềm luôn. Thôi anh đi, ráng ăn đi nha. Cú bên đây nữa nè, thật. Ừ, múc múc bên đây nữa ăn hết không, no lắm. Làm ra bán hết rồi. Quay. Mình lén.